Xin chào tất cả các thầy cô, lại là mình của Trang đây. Và hôm nay thì mình cũng video trước thì mình đã chia sẻ với các thầy cô cách để tạo Quizy một cách rất là nhanh và hiệu quả. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp thêm một phần nữa ở Quizy. Cái phần này là một phần khá mới ở Quizy. Các thầy cô có thể soạn bài trực tiếp trên Quizy và dạy học sinh trực tiếp trên Quizy luôn. Và mình cũng sẽ chia sẻ thêm về phần các thầy cô nên cho học sinh làm bài trực tiếp, thầy cô quản lý hoặc là thầy cô có thể đưa bài tập về nhà cho học sinh qua Quizy và cách kiểm tra điểm của học sinh như thế nào. Thì đầu tiên thì chúng mình sẽ vào phần mềm quen thuộc ở phần mềm Quizy và thầy cô sẽ vào phần Instructor Dashboard. Giống như mình đã chia sẻ trước thì bây giờ mình sẽ tạo một cái bài giảng ở trên Quizy. Mình sẽ không ấn vào phần Quiz nữa mà mình sẽ ấn vào phần Lessons. Cái phần này nó còn một dấu là New á, chính là phần mới của Quizy luôn. Cũng tương tự như khi mình làm bài tập kia thì mình cũng sẽ phải nhập tên của cái quiz này. Mình có thể nhập nó là Food và mình chọn là English. Mình ấn Create để tạo nó. Rồi thì cái đây là biểu mẫu mà Quizy để sẵn cho mình. Mình có thể để là tên bài và tên của mình ở đây. Mình có thể di chuyển chỉnh sửa những cái này giống như là ở trên Word và Excel vậy. À, PowerPoint nữa vậy, giống y xì luôn, không có gì khác biệt. Thầy cô sẽ di chuyển theo vị trí thầy cô thấy là nó hợp lý. Thầy cô có thể chèn thêm ảnh nhá. Thầy cô kéo xuống bên dưới sẽ có phần đầu tiên là phần text, là phần chữ này. Tiếp theo là phần ảnh. Cái tính năng audio này với cả video này thì các thầy cô phải là phải mua bản quyền mất tiền thì mới có nha. Còn lại những ba cái tính năng còn lại sẽ là free. Thì mình sẽ chọn thêm ảnh. Một cái tính năng rất hay mình rất thích ở đây, tức là mình không hề phải lưu ảnh trước trên máy. Mình có thể search trực tiếp ở trên Google luôn. Nó liên kết trực tiếp với Google, mình chọn được tất cả những cái bức ảnh rất đẹp, rất là sinh động ở trên này. Mình có thể chọn bất kỳ một bức ảnh nào, mình chọn cái bức ảnh này đi. Sau đó mình sẽ insert nó xuống. Nếu như thầy cô gặp trường hợp là cái màn hình của mình nó không có đủ ấy, để mình ấn cái phần insert ở bên dưới ấy, thì thầy cô sẽ vào dấu ba chấm ở đây nhá và giảm cái phần zoom màn hình xuống. Thì thầy cô sẽ nhìn được cái phần insert nó nằm ở bên dưới này. Thầy cô hoàn toàn có thể upload từ trên máy tính nhá. Nhưng mà mình nghĩ là làm thế này thì sẽ tiện hơn rất là nhiều. Rồi mình điều chỉnh được tất cả mọi thứ luôn. Đó, mình làm ảnh ở đây mình có thể chỉnh sửa lại. Nếu mình muốn lấy ảnh khác mình sẽ làm bình thường vào phần chỉnh sửa này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ làm đến phần bài giảng nha. Thầy cô hệ tùy chỉnh giống như ở trên PowerPoint vậy, không có khác gì là mấy đâu. Tất cả các cái thanh công cụ ở bên trên này đều có hết. Nếu mình ở một phần chữ nhá, thì sẽ có các cái phông chữ này, kích thước bao nhiêu này, rồi text color, màu sắc của chữ này, in đậm, in nghiêng, rồi tất tần tật mọi thứ. Đó, thầy cô có thể làm toán là trên đây được luôn này. Có rất là nhiều. Tiếp theo thì mình sẽ add a new slide nhá. Mình có thể chọn nhá. Đây mình có thể chọn là mình làm những cái text bình thường như thế này hay là mình làm theo dạng câu hỏi ở đây. Có thể là multiple choice này, fill in the blank này, mình làm bình thường luôn, giống như mình làm game á. Còn đây thì mình sẽ làm kiểu dạng slide thôi để mình dạy cho các bạn đấy. Rồi thì mình có thể ví dụ như sau, insert một cái ảnh vào đây. Là candies. Đó, một cái bức tranh bất kỳ mình sẽ insert. Những cái bức tranh nào mà nó load hơi lâu ấy thì các bạn có thể đổi nhá. Hoàn toàn có thể đổi tranh được để cho nó nhanh hơn. Insert vào nó sẽ hiện lên trên này. Thầy cô có thể kéo di chuyển mọi chỗ. Và đây sẽ là phần không thích. Nếu mình không thích cái này mình có thể hoàn toàn xóa đi nhé thầy cô. Rồi vào phần text này mình sẽ có thể viết một số cái bài liên quan đến phần này. Ví dụ như thầy cô có thể dùng để làm side word cho phần này ha. Mình có thể nói là candies. Câu thứ hai dài hơn sẽ là many candies. There are many candies. Thì đấy chính là cách mình sẽ add vào. Và mình thấy chữ hơi nhỏ thì mình sẽ tăng kích thước nó lên để học sinh dễ nhìn hơn. 60 ha. That's it. Nó là có thể đẹp rồi. Đó thì thầy có thể làm tương tự với rất nhiều. Mình có thể duplicate nha. Sau khi mà mình có cái form mẫu này rồi, mình có thể duplicate để làm tất cả những phần sau tương tự như vậy. Mình có thể sửa lại về ảnh thôi. Mình xóa ảnh đi.
Đúng vậy, cũng không cần phải xóa ảnh đâu, thì cô chỉ việc ấn vào cái phần chỉnh sửa ấy, sau đó thì lên đây search lại mình muốn là carrots, mình sẽ tìm kiếm carrots đó, mình insert vào bài rồi mình sẽ cho nó về vị trí cũ, về đây, kéo ảnh nhỏ lại và mình bắt đầu viết các thông tin về carrots. Ví dụ mình sẽ sửa ở đây thôi, carrots orange, carrots. Và tiếp theo là they are orange carrot. Xong, sau khi mình xong rồi thì thầy cô có thể đổi cái giao diện của nó nha. Ở đây thì cái phần basic của nó sẽ có 3 giao diện, một là màu đen, hai là màu trắng và ba là màu tím, là màu biểu tượng của QG. Nếu thầy cô muốn chọn cái màu này ấy, cho tất cả các trang thì mình sẽ ấn cái phần bên dưới là apply to all, thì nó sẽ sửa cho toàn bộ các cái câu hỏi ở đây. Nhưng mà mình thấy là màu đen cũng rất là đẹp nên mình nghĩ là mình sẽ chọn màu đen. Thêm nữa ở phần dưới này có phần animated theme, thì tức là thầy cô có thể chọn cái hình động á, trông nó rất là sinh động. Nhưng mà mình nghĩ là học sinh rất dễ bị sao nhãng khi nhìn thấy cái này, sẽ cảm thấy hơi đau mắt một chút. Nên là nếu như mà người lớn thì có thể dùng được, hoặc là những cái chủ đề liên quan, ví dụ như là những cái hình này mình nghĩ là sẽ phù hợp với các cái môn tin học ấy thì sẽ rất là hợp lý. Và cái phần này thì nếu mà chủ đề là về forests, về rừng cây hoặc cái gì đấy thì sẽ rất là hợp lý. Thế còn bình thường thì thầy cô đó, cái này có thể nói về nature cái gì đấy thì khá là hợp lý, còn theo chủ đề. Cái này là about the world thì khá là hợp lý luôn. Đó, còn bình thường thì mình nghĩ là mình sẽ nên dùng cái theme màu đen hoặc là màu trắng thì sẽ rất là thích hợp. Nghĩa là mình sẽ dùng màu đen. Đó. Xong thì mình sẽ tắt nó đi. Rồi, sau khi mà mình hoàn thành rồi nhá, không còn thắc mắc gì nữa nha. À, mình sẽ làm tên cho nó. Mình sẽ đặt tên cho cái này sẽ là food. Và mình để ảnh cho nó luôn nha. Đó, mình sẽ để là tiếng Anh, độ tuổi từ 1 đến 2, từ lớp 1 đến lớp 2. Đó, mình public cho mọi người luôn. Mình lại không nhìn đến phần bên dưới rồi, thì mình lại phải thu nhỏ tiếp cái phần này lại. Rồi, mình đã nhìn thấy save, mình lưu nó lại. Và cuối cùng nữa, bước cuối cùng là mình lưu cái này lại thôi. Title của mình sẽ là food. Sau khi mà thầy cô đã lưu lại phần này rồi thì thầy cô đã có một bài giảng rất là hoàn chỉnh ở trên Quizy. Và bây giờ thì mình cũng thử xem nhá, xem là nó sẽ xuất hiện như thế nào và mình sẽ sử dụng nó như thế nào. Mình có thể start a live lesson, làm các bước bình thường. Đó, thì ở đây mình có thể lựa chọn một số cái điều sau. Đầu tiên sẽ là show leader boards, là đưa cái bảng little post lên, là xem bạn nào làm đến đâu rồi, học bạn nào đang nhìn, bạn nào đang đứng nhất ấy. Thì đây là thường câu hỏi mà mình phải dùng những cái multiple choice kia cơ. Còn câu này của mình thì mình không cần dùng đến, thì mình đang sử dụng nó với cách là mình sẽ dạy học sinh luôn. Tiếp theo là mình có trao đổi câu hỏi không, thì cái này mình không dùng bởi vì là mình sẽ dùng nó để dạy học luôn á, thay cho PowerPoint á. Music mình cũng không muốn vì sẽ làm học sinh sao nhãng. Đó, sau đấy thì mình ấn present thôi. Present, ok, không phải là present, là present. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái game code đây nhá. Tương tự thế, các bạn, các thầy cô có thể lấy link, lấy game code đưa cho học sinh, hoặc hai là thầy cô có thể ấn vào cái share the link này, mình ấn cái share via cái gì đó thì mình sẽ hiện lên cái link này, mình ấn copy link và sau đấy gửi cho học sinh. Học sinh chỉ cần click vào link đấy, nhập tên vào là có thể chơi được luôn. Đó. Thì mình đã thử start vào đây rồi và mình cũng sẽ show cho thầy cô xem màn hình học sinh luôn nhá. Sau khi mình ấn sau khi có học sinh vào nhá, mình sẽ ấn start game và sau khi ấn xong thì mình sẽ hiện lên một cái màn hình như vậy. Học sinh và giáo viên sẽ cùng nhìn được một màn hình giống nhau luôn. Mình đã thử đăng nhập vào đây, đang là tài khoản của một học sinh nha. Học sinh có thể nhìn được giống thầy cô khi mà thầy cô chuyển trang nha. Đây, trên này nó có một số tác vụ nhá. Đây là chuyển trang này. Đó, thì học sinh khi ấy cũng sẽ nhìn được cái trang này giống như thầy cô luôn. Mình có thể sử dụng cái này để dạy luôn ấy,
Học sinh vừa vào đấy vừa bật mic lên và đọc cùng với cô, trả lời cùng với cô các câu hỏi ở trên. Nó thấy cô có thể sử dụng một số cái tác vụ của nó. Leaderboard là xem bạn nào đang tham gia. Có học sinh này đang tham gia, bạn ấy tên là Alice. Đó. Tiếp theo là mình có thể vẽ lên màn hình của mình, có thể ghi note lại cái gì đấy. Nhưng mà học sinh sẽ không nhìn được nha. Cái này note trên màn hình của mình không thôi. Bên này học sinh không nhìn được. Đó, học sinh vẫn nhìn thấy như vậy thôi, không có phần note này. Đấy, mình có thể note lại xem bạn nào là được trả lời được đúng này, bạn nào được điểm mà mình note lại. Học sinh không biết là mình note nhưng mà mình đang note trên màn hình của mình. Volume là mình có thể tăng giảm tùy thích nha. Cái này thường dùng khi mà có nhạc ấy, nhưng mà mình không add nhạc ở đây. Mình có phần setting này, mình có thể để nó full screen, tràn màn hình luôn. Đó, thì học sinh cũng sẽ nhìn thấy như vậy. Còn nếu mình không thích thì mình để bình thường như thế này. Và mình có thể end section ở đây nha, kết thúc cái phần game này ở đây. Đó, thì mình nghĩ là cái tính năng này rất phù hợp với các thầy cô khi mà mình không nhất thiết phải sử dụng thêm một cái phần nữa là phần PowerPoint. Mình dùng luôn trên này, vừa dạy, sau khi dạy xong lấy cái PowerPoint này cho các bạn học sinh chơi game luôn. Rất là hợp lý. Học sinh sẽ nhớ bài rất nhanh và làm bài rất tốt hơn rất là nhiều lần so với việc là mình sẽ phải làm thêm PowerPoint nữa. Tiếp theo nữa thì mình sẽ chia sẻ với các thầy cô một phần là mình sẽ thay vì là cho học sinh chơi trực tiếp ở trên lớp thì mình có thể là soi bài tập về nhà cho học sinh. Thì đầu tiên thì các thầy cô phải vào cái game đấy nữa. Cái phần này thầy cô có thể dùng với cả game trong tài nguyên có sẵn và cả game thầy cô tự lập. Thì các thầy cô ấn vào một cái link bất kỳ nha. Sau đấy thì sẽ có hai trường hợp hiện lên. Một thì mình sẽ hay dùng là start a live quiz, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ không ấn vào đấy nữa, mình sẽ ấn vào assign homework. Sau khi mà mình ấn vào đây rồi thì nó sẽ xuất hiện lên một cái giới hạn thời gian. Thầy cô có thể để nhá, giới hạn là một ngày 13 phút, hoặc thầy cô có thể chuyển cái ngày nào thì mình để 7 ngày 13 phút. Sau đấy thì các tính năng bên dưới thầy cô giữ nguyên cũng được, không cần phải thay đổi cái gì cả nhá. Nếu mà thích thì thầy cô có thể đọc và tìm hiểu thêm. Tất cả cũng rất là dễ thôi. Và sau đấy là mình sẽ assign bài tập nha. Sau khi mà mình assign cái bài tập này rồi ấy, thì Quizy sẽ hiện cho mình một cái đường link. Đây, có rất nhiều đường link ạ. Mình có thể copy cái đường link này và gửi cho học sinh. Hoặc mình có thể assign nó trên Classroom nhé. Nếu mà thầy cô dùng Google Classroom có thể liên kết luôn. Hoặc là dùng Microsoft Teams thì có thể liên kết luôn. Còn mình thì hay sao chép cái link này và gửi cho phụ huynh, kèm thêm một cái code này để trong trường hợp phụ huynh không biết thì có thể vào Quizy và nhập code này vẫn chơi. Mình thế này là mình sẽ assign cho học sinh bất kỳ lúc nào học sinh cũng có thể làm được. Đó, miễn là trong cái thời gian mình quy định thôi. Thì cái này cũng rất là tiện lợi cho các giáo viên. Thầy cô cũng hay thắc mắc là nếu mà mình assign bài tập như thế thì mình có nhận được kết quả không? Hoặc là khi mà mình cho học sinh chơi live trực tiếp ấy, thì nếu mình không ngồi để xem thì sau đấy mình có nhận được kết quả không? Thì câu trả lời là có. Thầy cô có thể xem lại được kết quả của tất cả những cái quiz mà mình đã là người chủ trì rồi ấy, ở trong cái phần reports này ạ. Nó sẽ hiện lên tất cả những cái quiz mà các thầy cô đã chạy từ trước đến bây giờ. Thầy cô muốn xem cái nào cũng được. Đó, ví dụ thầy cô sẽ ấn vào đây thì nó sẽ hiện lên tất cả những cái bạn học sinh đã chơi được bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu điểm. Mà thầy cô có thể gửi cái này cho phụ huynh luôn qua email, thông qua email. Thầy cô có thể in kết quả này ra, hoặc là download lại tất cả các phần thành file Excel luôn ạ. Các câu hỏi và câu nào học sinh đúng. Trong phần report này cũng vậy nhá. Đây chính là cái phần mình chạy live này, nó sẽ hiện lên là mình chạy live ở đây thầy cô ạ. Còn đây sẽ là phần assign bài tập về nhà ấy. Thì mình sẽ có cái link này. Nếu có bạn làm thì bạn sẽ hiện kết quả lên đây. Nếu vào đây thì chưa có ai làm thì nó sẽ hiện là no participants have joined yet. Thường ấy, khi mà các thầy cô không đóng game ấy thì mặc định cái game này vẫn đang chạy thầy cô ạ. Nó sẽ chạy khoảng tầm 1 ngày đấy ạ. Nó sẽ chạy khoảng tầm 24. Nếu mình không ấn end game ở cuối cùng ấy thì cái link này vẫn chạy, học sinh vẫn có thể vào và tham gia được trong vòng 24 giờ. Sau đấy thì game sẽ tự đóng. Như cái game này, mình đã start 4 giờ trước thì bây giờ nó vẫn đang mở, vẫn đang running ạ. Còn cái này là hoàn thành rồi một ngày trước, hoàn thành một ngày trước. Cái này cũng đang running. Đó, thì đấy là cách thầy cô có thể kiểm soát được cái học sinh của mình mà muốn xem lại bất kỳ một bài nào từ trước đến giờ. Mà thậm chí là có thể dùng Zoom để làm bài kiểm tra luôn. Mình nghĩ là về phần Quizy thì đây cũng là gần như là hết những cái tác vụ của Quizy rồi. Sắp tới thì mình cũng sẽ chuyển sang một cái game, một cái trang web khác, một cái phần mềm khác thú vị, không kém gì Quizy nha. Hẹn gặp các thầy cô ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye.